chị hai á lại chơi á cả nhà. Thì mà cá này nè, Hậu cũng câu rồi. Rồi Hậu cũng cắt mang mà chưa có rửa lại sạch á cả nhà. Thì mẹ có mua một miếng mà cái này là chắc kêu bằng gì mẹ? Thịt nách. Thịt nách hả? Thịt nách hả? À, thịt nách này chắc phải mua cũng rẻ mẹ. Rồi em kho mắm. Mẹ có mua mắm này, mắm cá sặc với mùi hốc á mẹ. Dạ, kho chung với cá cha. Thì với cà tím. Thì có rau ăn kèm chấm nè. Thì em mời cả nhà vô bếp với gia đình em nha. Vậy mình đi chú. Chị hai bắt nồi cơm em nha. Vậy đi. Mời cả nhà đi vô bếp với gia đình em. Cầm dao đi luôn, đi ra đó lặt luôn. Lửa lên bắt cái chảo á, không mắm. Cho cái bông dừa dễ cháy. Mở vô chảo, cái mở là còn dư ít nè, cho vô. Mình xay sả. Mở sao vậy? Em cho sả với ớt nè, với thơm bằm á. Giờ em cho vô em xay. Em xả nhiều nó thơm nha. À, xả em sấy vàng nè. Rồi em có rửa cá này với thịt này sạch đây. Rồi em cho ba gợi này vô sấy trước. Ta chờ đợi cho nó thơm, cho nó săn. Thank you.
thịt cũng săn rồi. Giờ mắm này nãy chị Hai cũng vợt xương ra rồi nè. Giờ em đổ vô cho nó thấm thịt. Mắm cũng sôi rồi, giờ em cho cá chan vô. Mắm này nó cũng mặn rồi đó. Rồi giờ em cho miếng bột ngọt vô khỏi nước muối. Đường phèn em cũng hết rồi, em cho muỗng đường cát vô. Cho vài chớp cũng dùng đi. Em cho cà vô. Cũng chín rồi, giờ em múc ra dĩa dọn cơm cho gia đình. Múc nước ra nè, hơi nhiều nhiều để em chấm ra. Nghe mùi mắm thơm chịu hết nổi nha. Cái bụng. Bữa cơm của mấy chị em cũng làm xong cả nhà. Em và cả nhà ăn cơm với gia đình em nha. Mời cả nhà ăn cơm với chị em nha. Rồi ăn đi ha. Còn cả nhà thông cảm cho chú ơi, tại vì chú nói chuyện cũng nha không có được. Có rau ngon ha. Mình thấy ăn mình thấy. Thì mình không đẩy bữa sáng đi. Ngon không? Nó chắc đẹp trai quá. Em cắm thử miếng cà sống. Cà này chấm mắm ăn ngọt ha. Cái đầu chút đâu nè, vừa ăn không, vừa ăn không nhà thông cảm, tại vì mẹ không có ăn cơm được, mẹ có công chuyện trong nhà. Để hai chấm này với em nè, giờ quên.
em kho mắm vừa ăn thôi hai. Con chợ mưa rồi đám nát với hai. Mưa mưa lớn. Ăn bới nha. Ăn xin no nha. Cái cù nèo này ăn hơn thuốc không? Cái món này chị Hạ đâu ăn rồi ha, cái nghe mùi mắm nó không thích ăn, không thích ăn gì nữa, ăn lại muốn ăn gì là làm được ăn riêng hoặc cái mắm cái gì có miếng nào gọi ra không? Cái này chắc là hậu câu cái này cũng khoảng cỡ 1,5 kg à. Ở đó. Ừ. Ngon quá em làm chén. Cái mùi mắm chưa ăn nữa nghe mùi cũng thèm hả hai? Thèm á. Mua cái mèo không gì? Ăn không có nghiến. Con mắm rồi hả, mua bún gì ăn cũng ngon. Dạ. Miền Tây mình chỉ có món bún ngon ha. Cái món mắm. Món đó là ăn không ngán. Ừ. Nghe mùi mắm là nó thèm. Cái no nha chú. Cái no nha. No. Mình nghe ngon. Cái gì với mắm đó mà kho mấy cái bụng cá này nè ăn ngon. Nó mỏi. Ừ. Mình kho lạc thì ngán chứ mấy bụng cá này nè. Cho trước cái bụng cá nè.
bữa cơm của gia đình em á đến đây đã kết thúc ở nhà. Xin nhà hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo. Xin chào cả nhà, bye bye.